quý khán thính giả đã đến với chương trình Thánh Kinh và đời sống của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento. Vấn đề chúng ta sẽ thảo luận ngày hôm nay là những sự dạy dỗ của Kinh Thánh và việc giải quyết những xung đột trong Hội Thánh. Xin quý vị cùng đón xem. Chào mục sư Hứa Trung Tín. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một vấn đề rất là quen thuộc là những xung đột trong hội thánh. Tôi nói là rất quen thuộc thì cho dù chúng ta sinh hoạt trong một hội thánh nào đi chăng nữa, thì ít nhất chúng ta đã từng một lần chứng kiến hay thậm chí là chính mình đã tham dự vào một cái xung đột nào trong nhà thờ. Như vậy có thể nói xung đột là điều không thể tránh khỏi trong bất cứ cộng đồng nào ngay cả trong cộng đồng đức tin là hội thánh. Chúng ta thấy ngay sau những ngày tháng phước hạnh sau ngày lễ ngũ tuần, thì hội thánh đã vướng vào một xung đột giữa những tín hữu Heberger và tín hữu Hellenic trong công vụ chương 6. Trong công vụ chương 9, cho biết khi follow quy đạo và tới thành Jerusalem, thì đối diện với sự nghi kỵ của hội thánh tại đây. Và rồi chính Pharaoh cũng gặp rắc rối với một số tín hữu chịu cắt bì tại Jerusalem khi vào nhà cọp này, một người ngoại bang và làm chứng cho người này tin Chúa được chép trong công vụ đoạn 11. Tiếp theo là một cuộc xung đột nổi tiếng giữa hai nhà truyền giáo chứ danh là Paulo và Barnaba về vấn đề dân mát trong công vụ 15. Và chúng ta không thể nhắc đến một xung đột giữa hai nữ nhân sự trong hội thánh, Philip là evudi và Sintiqa trong chương 4. Như vậy, phải chăng xung đột là điều bình thường xảy ra trong các hội thánh và hội thánh cũng không thể tránh khỏi sự xung đột như bất kỳ tổ chức con người nào. À, trước hết xin được trân Động kính chào quý khán thính giả của chương trình thánh kinh và đời sống. À, chào Trân. À, đúng như Trân nói, xung đột là một điều không thể tránh khỏi trong bất cứ một cái cộng đồng nào, kể cả là cái hội thánh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, cho dù xung đột nó là một điều không thể tránh khỏi, nhưng chắc chắn đó không phải là một điều bình thường. Sự xung đột hoàn toàn không phải là một điều bình thường trong hội thánh của Chúa và nó không được chấp nhận trong hội thánh của Chúa. Nếu như xung đột là một điều bình thường thì Chúa Giêsu đã không dạy trong bài giảng trên núi rằng hay mà chúng ta đi đến đền bàn thờ chúng ta dâng một cái cụ lễ mà nếu như có xung đột với anh em mình thì phải làm gì? Phải trở về làm hòa rồi sau đó mới đến mà dâng cụ lễ. Nếu nó, nếu xung đột là bình thường thì Chúa Giêsu đâu có dạy như vậy. Nếu xung đột là điều bình thường thì sứ đồ Phaolô đã không kêu gọi hội thánh tại Philip giải quyết cái xung đột giữa hai bà nhân sự là Evody và Syndica như là Trân vừa nêu lúc đầu. Thế thì cái vấn đề mà Evody và Syndica xung đột là gì? Rõ ràng kinh thánh không chúng ta biết. Tuy nhiên chắc chắn hai bà này xung đột với nhau không phải là những vấn đề thuộc về kinh thánh, thuộc về thần học hay là thuộc về đạo đức. Bởi vì nếu thật sự nó là như vậy thì Paulo đã giải quyết triệt để và không khoan nhượng rồi. Chúng ta thấy rằng trước đó ở trong Philip đoạn đoạn 3 thì ông Paulo ông đã không ngần ngại ông gọi những người rao dạng tà giáo là gì ông gọi họ là chó rất là nặng và ông cũng đã dùng những cái lời quả trách nặng nề cho những người vi phạm đạo đức tại hội thánh Cô Đình Tô do đó chúng ta có thể nói rằng cái sự xung đột của hai người phụ nữ này nó hoàn toàn nó không phải là những vấn đề lớn của kinh thánh thần học đâu hay là đạo đức đâu nếu nó chỉ là một cái chuyện nhỏ thế thì vì sao mà Paulo là phải bận tâm đến nỗi phải nêu đích danh tên của hai người phụ nữ này và nhờ các nhân sự khác trong hội thánh giúp giải quyết là bởi vì sự xung đột Không bao giờ là chuyện bình thường trong hội thánh Sự xung đột nó sẽ gây nên Những cái đổ vỡ Trong sự hiệp một của hội thánh Mà sự hiệp một của hội thánh là quan trọng anh đã đây tới chú mục sư John MacArthur Trong nguyện dạy nghĩa thư Philip Ông nói rằng ngay cả khi giáo lý của hội thánh Là lành mạnh Thì cái tình trạng chia rẽ nó sẽ cướp lấy Cái năng lực và nó sẽ phá hủy Cái lời chứng của hội thánh Hành ra nói một cách khác Ở trong hội thánh sự bất đồng disagreement nó là chuyện bình thường bất đồng là chuyện bình thường nhưng nếu mà chúng ta để những cái bất đồng đó nó dẫn đến sự xung đột thì đó là chuyện không bình thường và sự xung đột nó cho chúng ta thấy nó sẽ liên quan đến cái tình trạng thuộc linh của hội thánh và ngay như anh em chúng ta trong nhóm biên tập thì trần cũng thấy rằng chúng ta khi thảo luận những câu hỏi này chúng ta cũng thường xuyên gặp những bất đồng khi mình thảo luận với nhau những cái câu hỏi nhưng những cái bất đồng đó Chúng ta sẽ không để những cái bất đồng đó Nó khiến cho chúng ta xung đột với nhau Về phương diện cá nhân Bất đồng là chuyện không có gì mà mà đặc biệt Khó hiểu hết Nhưng mà để cái bất đồng dẫn đến xung đột là nó bất bình thường rồi Cái vấn đề là tại sao hội thánh Bao gồm những người tin nhận Chúa Giêsu Và được đổi mới Lại vẫn cứ tồn tại những cái xung đột Như là bất kỳ một cái cộng đồng xã hội nào Cá nhân tôi tôi nghĩ có ba lý do Cái lý do đầu tiên á nó là hội thánh không bao giờ nó chỉ gồm có chiên mà thôi mà luôn luôn nó có dê trong đó nữa hội thánh sẽ không bao giờ chỉ toàn là lúa mì thôi mà nó luôn luôn có cọ lùng hội thánh nó không bao giờ chỉ có những tín hữu được tái sanh đâu mà nó luôn luôn có những tín hữu gọi là hữu danh vô thật tức là nói mình tin chúa nhưng mà thiệt ra không hề tin chúa và chính những cái thành phần đó nó gây nên những cái xung đột trong hội thánh nhưng mà nó cũng có lý do thứ hai đó là ngay trong những tín hữu đã được tái sanh rồi thì vẫn có những tín hữu xác thịt những tín hữu mà sứ đồ Phaolô nói trong cô tôi nhất động ba câu một ông gọi đó là những con đỏ về phương diện thuộc linh và tích cái tình trạng non kém về thuộc linh nó cũng dẫn đến sự xung động và cái lý do thứ ba đó là cho dù những tín hữu thiên liên hay là những tín hữu trưởng thành đi chăng nữa thì những tín hữu này họ vẫn sống trong cái thân thể tội lỗi và họ bị ảnh hưởng của một cái thế gian đầy tội lỗi vây quanh họ và mọi tín hữu mỗi chúng ta đều vẫn còn đang trong một quá trình lên thánh Tuy nhiên chúng ta nên nhớ rằng khác hơn với những cộng đồng trong xã hội, cộng đồng đức tin vẫn có niềm hy vọng khi đối diện với những xung đột. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh vẫn là Đấng đang dạy dỗ, đang biến đổi đời sống chúng ta, đang thánh hóa chúng ta mỗi ngày. Và hơn nữa chúng ta còn có lời của Đức Chúa Trời để hướng dẫn chúng ta khi chúng ta đối diện với xung đột. Người ta thường nói thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm chữa lành mọi vết thương. Một sư nghĩ có thể áp dụng câu nói này cho việc giải quyết các xung đột trong hội thánh không? Vì việc giải quyết xung đột thường khiến cho một bên buồn phiền và rời khỏi hội thánh, thậm chí là hai bên. À, không, mình hỏi câu hỏi khác đi. Nếu như bây giờ cá nhân Trân, à, thì khi mà đi à, khám sức khỏe hàng năm, bác sĩ báo là có một khối ung thư trong cơ thể, thì Trân nghĩ sao? Trân nói bác sĩ rằng là thôi, thời gian sẽ chữa lành. Thời gian là cái phương thuốc hay để chữa lành cái khối ung thư này Rồi mình bỏ qua nó kệ nó từ từ nó lành Có không? Chắc là không phải mình, mình, mình sẽ phải nhanh chóng tìm mọi cách để mình loại bỏ cái khối ung thư đó Và nó đem lại sự lành mạnh trong cơ thể Rõ ràng cái việc né tránh xung đột mà không nỗ lực giải quyết cái sự xung đột đó Nó sẽ trì hoãn một cái phản ứng thích hợp Và nó làm trầm trọng thêm cái vấn đề vì những cái xung đột để lâu không giải quyết nó sẽ luôn luôn gia tăng và nó có một cái tác động tiêu cực đến các mối quan hệ khác ở trong thân thể là hội thánh của chúa chúng ta nhìn thấy trong kinh thánh thí dụ như sự xung đột của hai chị em lê a và ra trên nó đã đem đến nhiều cái cay đắng cho họ trong suốt cuộc đời của họ tương tự như vậy sự xung đột giữa các con trai của gia cớp nó đã đem đến cái hậu quả khôn lường là khi các anh đã nhận tâm bán em mình làm nô lệ và rồi quay về nhà lại lừa gạt cha rồi ngay cả chúng ta thấy rằng là cái 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 sự xung đột mà không giải quyết lâu dần đó, nó sẽ sanh ra nhiều vấn đề khác và chúng ta phải đối diện và chúng ta phải giải quyết xung đột ngay khi cái kết quả trong cái việc giải quyết xung đột đó là gì nó là có những cái bất đồng mà chúng ta phải thừa nhận là không thể giải quyết được có những cái bất đồng không thể giải quyết được ví dụ như bây giờ tôi và trân có những cái xung đột có những cái bất đồng với nhau mà có thể những bất đồng nó không thể giải quyết được thì cái mục tiêu của giải quyết xung đột là gì đó là cái sự hiệp một và khôi phục mối quan hệ giữa hai cá nhân. Có thể tôi và Trân vẫn tiếp tục bất đồng về một cái quan điểm gì đó. Nhưng giữa anh em chúng ta không có cái xung đột. Chúng ta không đem đến những cái cái cái, cái xung đột và chúng ta phải được khôi phục mối quan hệ cá nhân. Đó là mục đích của việc chúng ta phải giải quyết xung đột đi. Ở trong uh, lời Chúa, ở trong Ephesos uh, đoạn 4 câu 31 thì chúng ta thấy Kinh Thánh cũng biết rằng phải bỏ khỏi anh em những cái đắng buồn giận tức mình kêu reo mắng giết cùng mọi điều hung ác hơn nữa trong hai hey đoạn 12 hai câu mười bốn cũng dạy rằng chúng ta đừng có để cho cái rễ đắng cái rễ đắng nó châm ra ở giữa chúng ta nó dẫn đến những cái ngăn trở và đem đến sự ô uế ở bên cạnh đó episode đoạn bốn câu hai mươi sáu câu hai mươi bảy sứ đồ lô cũng nói rằng quý bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội đương cơn giận thì chớ phạm tội lúc giận rất dễ phạm tội và chớ căm giận cho đến khi mặt trời lạnh và đừng cho ma quỷ nhân dịp Nếu mình không giải quyết những cái xung đột trong hội thánh đó, Nó sẽ có cái cơ hội để ma quỷ nó tấn công hội thánh Và nó khiến cho chúng ta phạm tội Người Việt chúng ta cũng có câu Ba mặt một lời với ý nghĩa có những câu chuyện xung đột hoặc hiểu lầm Thì nên gặp mặt nhau nói cho rõ Đây có phải là một ý tốt để giải quyết những xung đột trong hội thánh không? À, đây, đây là một cái câu hỏi hay và Tăng để ý khi người Việt mà nói rằng ba mặt một lời Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái câu nói đó nó cho thấy cái quan điểm của người thế gian khi đối với xung đột Như vậy thì khi đối với xung đột cái quan điểm của người thế gian là gì? Là phải giải quyết cho được cái xung đột đó Cái xung đột nó trở thành cái trọng tâm của vấn đề Và giải quyết cái xung đột có nghĩa là gì? Có nghĩa là phân định người đúng người sai Ba mặt cặp lời để cuối cùng phân biệt người đúng người sai Nói một cách khác cái trọng tâm của người thế gian là làm sao xung đột phải được giải quyết càng nhanh càng tốt để làm gì? Để cho tôi được minh quan Và tôi nhận được cái lời xin lỗi Của cái người sai trái với tôi Nhưng Kinh Thánh Lại cho chúng ta một cái nhìn khác Ở trong Roma đoạn 8 28 Thì Sứ Đồ Phaolô nói rằng Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời Mọi sự hiệp lại Có nghĩa rằng kể cả những cái xung đột luôn Mọi sự hiệp lại Sự xung đột không tốt nhưng mà nó hiệp lại Trong sự tệ trị của Chúa thì nó sẽ có ích Cho người yêu mến Đức Chúa Trời nghĩa là cái trọng tâm của chúng ta không phải là xung đột và cách giải quyết nó, trọng tâm của chúng ta không phải nhìn vào cái xung đột và cách giải quyết nó đâu. Mà trọng tâm của chúng ta là gì? Đó là chúng ta phải nhìn biết điều mà Chúa muốn nói với chúng ta, muốn dạy chúng ta qua những cái cái nan đề hay qua những xung đột mà Chúa cho phép xảy ra. Đó là trọng tâm là việc chúng ta phải nhìn biết cái điều ích lợi mà Chúa làm cho chúng ta qua những việc này. Tôi muốn đưa một cái ví dụ. À ví dụ như ở trong ờ chương thứ năm khi mà dân do thái dưới sự lãnh đạo của Jose vượt qua sông Jordan và cái nan đề to lớn mà họ đối diện trước mặt là Jericho. Thế nhưng thay vì Đức Chúa Trời muốn dân sự tập trung vào nan đề là tập trung vào Jericho thì Đức Chúa Trời lại làm cho họ ba điều. Thứ nhất, Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân sự phải cử hành lễ vượt qua. Để làm gì? Để họ nhớ rằng Đức Chúa Trời của họ là ai. Thứ nhì, Chúa ra lệnh cho dân sự phải giữ phép cách biệt để làm gì để họ nhớ rằng họ là ai và rồi đối với người lãnh đạo là Yose, thì Chúa đã hiện ra cho Jose trong hình ảnh của một người cầm cái gươm tuốt trần để một lần nữa Jose nhớ rằng chính Đức Chúa Trời mới là vị tướng tối cao của dân Israel và đây là trận chiến của Ngài. Cái điều quan trọng đối diện với xung đột không phải là chúng ta nhìn vào xung đột tìm cách giải quyết xung đột. Nhưng là chúng ta phải nhìn lại, chúng ta phải yên lặng để tìm kiếm Chúa. Để xin Chúa cho mình thấy rằng Chúa là ai, mình là ai và đâu là cái đấng giải quyết làm chủ đang tệ trị tất cả những mọi sự. Và chúng ta phải hướng về Chúa, tìm kiếm Chúa để xin Chúa trị dạy mình qua những cái xung đột này cho mình thấy rõ cái bản chất của sự việc, cho mình thấy rõ càng hơn Chúa là ai, mình là ai. Nói một cách khác, cái việc giải quyết xung đột hay việc giải quyết những cái rắc rối giữa mối liên hệ giữa mình với cái người làm tổn thương mình, nó phải bắt đầu từ cái việc giải quyết cái mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị cho cái việc đối diện với người đang xung đột với mình và cái bước chuẩn bị này nó rất là quan trọng và nó sẽ quyết định cái kết quả khi mà chúng ta đối diện với nhau. Mục sư có thể nói rõ hơn về những việc chúng ta cần làm để chuẩn bị cho việc đối diện với xung đột và giải quyết đó. Tôi nghĩ có hai điều chúng ta cần chuẩn bị. Thứ nhất là mình chuẩn bị, mình cần chuẩn bị là chuẩn bị một cái tấm lòng giống với Chúa và thứ nhì là mình cần phải chuẩn bị một cái tâm trí đúng đắn. Thế đó mình nói về chuẩn bị một tấm lòng giống Chúa thế nào là chuẩn bị một tấm lòng giống Chúa trong cái xung đột khi mình đang bị tổn thương, mình đang bị đau đớn, mình đang bị hiểu lầm thì cái điều mình cần là mình phải chuẩn bị một tấm lòng. Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái tấm lòng đầu phục Đức Chúa Trời. Cái điều quan trọng nhất của chúng ta làm Nó là đặt Chúa Giêsu làm trọng tâm trong mọi lời nói, suy nghĩ và hành động của mình. Ở trong Châm ngôn 21 có hai có một câu mà tôi rất là thích, Salomon nói rằng: các đường lối của loài người Đều tránh đáng theo mắt họ Xong Đức Chúa Trời cân nhắc cái lòng Ai cũng cho mình là đúng Các đường lối của loài người Đều đúng trong mắt của họ Nhưng mà đúng hay sai Là do Chúa quyết định chứ không phải do mình Thành ra mình hãy cầu nguyện để có được sự Khiêm nhường, có được tình yêu thương Có ân điện Có được sự hiệp một, sự tha thứ Và lễ thật Thay vì mình cứ mãi biện minh cho chính mình Hay là mình tự thương hại mình mình không nhận chuẩn bị cho mình một cái tấm lòng đầu phục Chúa mà mình cũng hãy chuẩn bị cho mình một cái tấm lòng yêu thương. À, đừng bao giờ quên rằng cái người mà đang xung đột với chúng ta là anh chị em của chúng ta chứ không phải kẻ thù của mình. Thành ra ông Paulo ông nhắc hai cái người đàn bà tên là Evody và Cynthia ông nói rằng tôi khuyên Evody, tôi khuyên Cynthia phải hiệp một ý trong Chúa. Và ông kêu gọi hỡi kẻ đồng liêu trung tín tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà. Nhưng hai bà ấy đã cùng tôi vì đạo tin lành mà chiến đấu ông nói tiếp cơ lê măng và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy có tên những người đó biên một sách sự sống cái chữ chiến đấu ở đây sứ đồ phaolô dùng á đúng ra là một từ ngữ dùng không phải trong chiến tranh đâu mà trong một cái cuộc tranh tài thể thao nó không phải là cái từ ngữ của chiến trận và cái chữ đồng làm việc nó nói đến những người cùng làm việc chung trong một công việc những đồng nghiệp với nhau như vậy thì trong cái nhìn của phaolô những tín hữu là những người chiến cùng những người lính cùng một chiến trận đó là những người cùng trong một đội tranh tài thể thao Và đó là những người đồng nghiệp với nhau Cho dù bất cứ cái ý nghĩa nào đi chăng nữa Thì chúng ta cũng nhận ra rằng Chúng ta là những người cùng đứng chung một phía với nhau Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau Là những người chống đối nhau, đối kháng nhau Thành ra trong một xung đột Hãy luôn luôn nhớ rằng chúng ta đã từng là anh em của nhau Nếu nếu mà trong tương lai Mà thí dụ như tôi với Trân có cái xung đột gì đó Thì mình cũng nhớ rằng là Mình là anh em của nhau Mình là những người bạn cùng chiến đấu vì danh chúa mình là những người trong cùng một đội thể thao tranh tài mình cùng là những người làm việc với nhau tôi thấy rằng một những cái nguy hiểm đó là nhiều người chỉ cần đụng chuyện một chút thôi xung đột một chút thôi làm tổn thương nhau một chút thôi thì lập tức quên rằng họ từng là quên rằng quên đến quên hết những cái sự khích lệ những cái niềm vui sự hạnh diện mà anh em đem lại cho mình rồi thì trong những cái xung đột nó họ trở mặt với nhau và cư xử với nhau không khác gì kẻ thù Hãy chuẩn bị cho mình một cái tấm lòng yêu thương. Bên cạnh nó hãy chuẩn bị cho mình tấm lòng khiêm nhường. Hãy tra xét đời sống mình trước Chúa và nhận ra những cái sai lầm của mình trong cái xung đột này. Nên nhớ rằng cái sự bất đồng đó, nó có thể bắt đầu từ một người. Cái thí dụ như tôi và Trân có sự bất đồng thì có thể bắt đầu từ tôi. Nhưng mà để cái sự bất đồng đó nó dẫn thành cái sự xung đột đó, thì chắc chắn nó phải có phần của của Trân ở trong đó, chứ không thể không có. Khi mà sự xung đột nó hình thành thì luôn luôn có sự tham gia của cả hai. Nếu như chỉ có một bên thì không bao giờ là xung đột được Thành ra do đó đừng bao giờ cho rằng Mình không có lỗi trong những cái xung đột trong hội thánh à, Chúng ta Hồi nãy giờ nhắc đến hai cái người phụ nữ này Tức là Ebody và Sintiqa rất là nhiều và Chúng ta để ý điều sứ đồ Follow viết Ông viết rằng tôi khuyên Evody Và khuyên Sintiqa Đây là một cái cách viết rất là bất thường Thường thì chúng ta sẽ viết rằng Tôi khuyên Ebody và Sintiqa Trong tiếng Hy Lạp cũng vậy Trong ngôn ngữ nó cũng vậy Người ta dùng một cái động từ đó Tôi khuyên Ebody và Sintiqa nhưng ở đây sứ là follow nói rằng tôi khuyên everybody, tôi khuyên syndicate. Ai đúng ai sai? Không cần biết. Ai khởi đầu trước, everybody hay syndicate, không cần biết. Nhưng để đến cái tình trạng chia rẽ ngày hôm nay thì cả everybody và cả syndicate đều có lỗi. Và cả hai bà đều phải nhìn lại mình. Cả hai bà đều phải nỗ lực làm hòa và giữ gìn sự hiệp một trong hội thánh. Thành ra cái tấm lòng khiêm nhường nó rất là quan trọng đối việc giải quyết xung đột. Chúa Giêsu nói trong bài giảng trên núi rằng là trước hết phải lấy lấy cái gì lấy cái đà ra khỏi mắt mình rồi mới lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình chúng ta chuẩn bị một cái tấm lòng đầu phục một cái tấm lòng yêu thương một cái tấm lòng khiêm nhường nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị một tấm lòng tha thứ tôi tôi trải qua nhiều cái kinh nghiệm thất bại trong đời sống của mình cùng đối diện với nhiều cái vấn đề về nan đề mà đến tôi nhận ra một cái nguyên tắc đừng bao giờ dạy dỗ đối diện với cái người xung đột với mình nếu trước đó mình không thật sự tha thứ cho người đó nếu như tôi và trân có vấn đề xung đột với nhau đừng bao giờ dạy dột đi kiếm trân để mà ba mặt một lời nếu trước đó tôi chưa thật sự tha thứ cho trân chúa giêsu nói trong mai hơn năm có bốn lần xong ta nói cùng các ngươi hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện như kẻ bắt bớ các ngươi kẻ thù nghịch mà mình còn phải yêu bắt bớ mình còn phải cầu nguyện nói chị anh chị em trong bài cầu nguyện chung chúa nói gì Xin tha tội lỗi cho chúng tôi Như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi Nếu chưa tha thứ Thì ba mặt một lời Nó chỉ làm xung đột trầm trọng hơn Bởi những cái lời nói xét đoán cay đắng Thậm chí là rủ sàng Chúng ta chuẩn bị tâm lòng Chúng ta cũng phải chuẩn bị cái tâm trí Có hai cái điều chúng ta phải chuẩn bị cho Có một số điều chúng ta phải chuẩn bị cho tâm trí của mình Thứ nhất hãy nhận ra là Cái mục đích của việc đối diện khi mà tôi gặp trân để mà giải quyết xung đột á ba mà một lời cái mục đích của việc đối diện xung đột không phải là để biện minh hay là để tự xưng công bình cho mình nhưng cái mục đích của việc đối diện với nhau là để bày tỏ tình yêu với anh chị em và để làm gì để được anh chị em mình thành ra ở trong một cái phân đoạn thánh nổi tiếng đó là ma thơ chương thứ 18 chú nói về việc giải quyết kỷ luật trong hội thánh chú nói là nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có một mình ngươi với một mình người như người nghe lời thì Ngươi được anh em lại Mục đích cuối cùng là được anh em lại Ở trong Galaxy đoạn 6 câu 1 Cũng là một cái câu thánh Câu kinh thánh rất là nổi tiếng Thì ở đó sứ đồ Phaolô nói rằng Ở anh em ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì Thì anh em là kẻ có đức tin linh Hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại Chính mình anh em cũng phải lại phải giữ E cũng bị dỗ dành chăng Cái Trang biết rằng cái chữ sửa mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây Nó là một cái từ được dùng trong y khoa để nói về việc một cái người thầy thuốc lắp đặt lại sửa lại đặt lại các các cái mạnh xương nó bị vỡ Và như vậy cái mục đích của việc giải quyết xung đột là để giúp cho anh chị em chúng ta là để chữa lành cho anh chị em mình Chớ mục đích của giải quyết xung đột không phải là để biện minh cho mình không phải là để hạ bệ để chè chà nát sỉ nhục hay là bệ gãy anh chị em Chúa Giêsu nói trong bài giảng trên núi cái phước à, cái phước lành thứ bảy đó là phước cho kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con đức chúa trời hòa thuận hay là bình an ở trong tiếng do thái hoặc là trong bản 70 tức là bản dịch đầu tiên của tiếng hebrew là tiếng hy lạp người ta vẫn dùng cái chữ là shalom shalom nó mang ý nghĩa của sự toàn vẹn nó mang ý nghĩa của sự hạnh phúc tổng thể trọn vẹn shalom không phải là không có nan đề hay rắc rối nhưng shalom là một cái cuộc sống đầy nghĩa ý nghĩa trong cái ý nghĩa trọn vẹn của nó như vậy thì đem đến sự hòa thuận không chỉ là cố gắng đừng có làm cho hai bên không không có xung đột hay là không cãi nữa mà là đem đến sự chữa lành đem đến sự phục hồi cố gắng mang lại sự hòa giải và mối quan hệ hơn nữa giải quyết xung đột đó, nó cũng là một cái lời nhắc nhở thí dụ như bây giờ nếu mà tôi đến với trân để giải quyết xung đột thì tôi cũng phải được nhắc rằng nếu chúng ta không cẩn thận thì dễ lắm chúng ta cũng sẽ phạm những cái lỗi như anh chị em cái tâm trí thứ nhì mà chúng ta cần phải phải chuẩn bị cho mình đó, là chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta không phải là cái người đưa ra cái giải pháp tối hậu cái giải pháp cuối cùng nhiều người cho rằng nếu mình không phải không giải quyết cái xung đột này cho rõ ràng đó, thì ai chẳng ai làm hết thành ra nếu mình không giải quyết nếu mình không ba mặt một lời thì chẳng ai minh quan chẳng ai bảo vệ cho mình gần đây tôi học kinh thánh ở trong e, sách trăm ngôn với hội thánh thì trong trăm ngôn đoạn 21 câu 3 nói rằng lòng của vua ở trong tay đức giê va khác nào dòng nước chảy Ngài làm nghiêng lệch nói bài nào tùy ý Ngài Các đường lối của loài người đều tránh đáng theo mắt họ Xong Đức giê va cân nhắc cái lòng Làm theo sự công bình và ngay thẳng Được đẹp lòng Đức giê va hơn cụ lễ Ba câu kinh thánh tuyệt vời có một nói rằng Vua trong cái nhìn của thờ bây giờ là Cái người nắm quyền lực cao nhất trong xã hội Nhưng vua Lòng của vua nó lại nằm trong tay Đức giê va Khác nào dòng nước Chúa muốn Chúa muốn à, dẫn dắt hay là là lái cái dòng nước đi đâu lòng của vua trong tay chúa giống y như vậy câu số 2 nói là đức chúa đức chúa trời là đấng biết hết tất cả nghĩa là chúa của chúng ta vẫn đang tệ trị Đến mọi sự ngài biết hết tất cả và ngài có thể làm được mọi điều vậy thì hãy cái điều câu số 3 này là nếu đã biết như vậy rồi á thì anh em hãy cứ làm theo sự công bình và ngay thẳng nghĩa là cứ sống theo lời chúa ngay cả trong xung đột hãy cứ để lời chúa hướng dẫn mình cho dù mình có thiệt thòi đi chăng nữa mình phải biết một điều rằng Chúa ở đó, Chúa đang tệ thì Chúa nhìn thấy và Chúa sẽ giải quyết tất cả. Đó là lý do mà ở trong cô tôi nhất đoạn 6, câu 1, câu 7, lô nói về cái sự kiện cáo nhau và ở trong đó ông nói rằng chúng ta phải tránh một điều là đừng có đem cái 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 xung đột của hội thánh đi ra phía bên ngoài để mà kiện cáo ở trong các tòa án Và ông nói rằng thà rằng anh em chịu bất công thì nó có hơn không? Ngay cả mình chịu bất công mình cũng không đem ra cho tòa án sự sự đoán thà cam chịu lừa gạt quá hơn cái điều mà Phaolô khuyên các tín hữu tại Corinto không đó là không đem những cái xung đột của hội thánh ra cái tòa án để kiện cáo ngay mà khi họ chịu thiệt thôi bởi vì như vậy họ làm xấu đi cái hình ảnh của Đức Chúa Trời họ làm xấu đi cái hình ảnh của luật pháp Chúa và họ cũng làm xấu đi cái hình ảnh của hội thánh của Ngài trước thế gian nhưng có người nói nếu như vậy thì tôi bị thiệt thòi quá mà khi chúng ta nói rằng nếu tôi không làm tôi bị thiệt thòi quá thì khi chúng ta nói như vậy có nghĩa là chúng ta không tin rằng Đức Chúa Trời đang nhìn thấy cái oan ức của mình. Chúng ta không tin rằng Đức Chúa Trời đang nhìn thấy mọi sự và chúng ta không tin rằng Chúa sẽ binh vực cho chúng ta trong thời điểm của mình. À, trong mùa sân khấu sinh vừa qua tôi cũng học một cái câu trong Thi Thiên 42 câu 5. Hãy linh hồn ta vì sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta. Hãy trong cậy Đức giê hô va ta sẽ còn ngợi khen ngày nữa và nhờ mặt Ngài bạn được cứu rồi. Tại sao phải sờ ngã và bồn chồn khi đối diện với những sự tấn công người khác? khi bị oan ức khi bị tổn thương hãy nhớ rằng chúng ta được cứu là bởi chính chúa không phải là bởi cái lời biện minh của chính mình hay bởi sự phán quyết của tòa án mình không bao giờ đưa ra cái giải pháp tối hậu thành ra cái điều này nó đặc biệt quan trọng trong hội thánh tức là trong những cái xung đột trong hội thánh một những nguyên tắc rất quan trọng đó là chúng ta phải tôn trọng cái thẩm quyền thuộc linh của những người mà chúa đang đặt trên có nhiều khi khi mà có xung đột hội thánh rồi cái cái ý kiến cái sự à can thiệp của mục sư hoặc là của ông giáo hạt trưởng của ông tổng hội mình phủ nhận hết á mình cái mấy ông là không đúng rồi mình nổi loạn rồi mình làm đủ thứ hết á. Nó ông mục sư nhưng mà ông 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 bất công, ông là giáo hạt trưởng mà ông bất công, ông là ông là hội trưởng mà ông bất công. một khi chúng ta nói điều đó chúng ta quên mất một điều rồi, vua mặt lòng của vua mà còn nằm trong tay của Đức Giê-hô-va nói chi ông mục sư hay ông giáo hạt trưởng hay ông 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 tổng hội. Ông không có ai thoát khỏi bàn tay của Chúa, Chúa đang tại chúa đang đề trị mà chúa cũng có cái lý do để chúa để những người đó làm lãnh đạo phục linh của mình chúa cũng có cái lý do chúa đang tề trị thành ra một trong những cái điều mà tôi sợ nhất trong cái cái sự giải quyết xung đột hội thánh đó, đó là chúng ta có cái xu hướng thế thiên hành đạo tức là khai trời mà, mà 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 tìm kiếm công lý cái điều thứ ba đó chúng ta phải chuẩn bị cái tâm cái tâm trí của mình đó, là chúng ta hãy tìm kiếm cái sự khôn ngoan của đức chúa trời để làm gì để khi chúng ta đối diện với nhau Chúng ta biết cái thời điểm nào chúng ta nên đối diện Và khi đối diện với nhau chúng ta nên nói cái gì Ông Gia Cơ cũng nói là Nếu mà mình kém khôn ngoan thì xin Chúa đi Chúa sẽ ban cho mình Chúa sẽ cho mình biết rằng cái thời điểm nào mình nên đối diện với nhau Và thời điểm nào những cái gì mình nên nói ra Chúng như một sư chia sẻ Việc thiếu chuẩn bị tấm lòng và tâm trí Thường khiến chúng ta trở nên nóng nảy Không kiểm soát được cảm xúc nôn nóng, vinh vực mình nên đã gây ra biết bao nhiêu hậu quả nặng nề trong hội thánh. Vậy, sau khi chuẩn bị cho mình một tấm lòng và tâm trí đúng đắn, thì chúng ta sẽ phải làm gì để giải quyết xung đột? À, đương nhiên là sau khi chuẩn bị rồi, thì đúng cái thời điểm mà chú bày tỏ cho mình thì mình cũng sẽ gặp người đó. Nhưng mà bây giờ mình gặp, ví dụ như bây giờ tôi với Trân có xung đột, tôi đã cầu nguyện, tôi chuẩn bị tấm lòng mình rồi, thì bây giờ tôi đến tôi gặp Trân. Nhưng bây giờ khi tôi đến tôi gặp Trân, thì trong cái nhìn của tôi Trân không còn là đối thủ của tôi hay là không còn là cái người gây tổn thương cho tôi nữa mà Trân cũng là một anh chị em với tôi và chúng ta cần phải giúp đỡ nhau để lớn lên nông đức tin thành ra cái việc mặt gặp mặt chia sẻ nó sẽ giúp rất nhiều cho cái việc giải quyết xung đột đừng có tránh né nhiều đó nhiều người thì người ta sử dụng ngày hôm nay người ta rất là ư sử dụng uh, uh, message người ta sử dụng cái tin nhắn hoặc là người ta sử dụng email nhưng chúng ta cẩn thận bởi vì những cái sự không rõ ràng trong tin nhắn hay là trong email đó, nó có thể đem đến những cái sự hiểu lầm trầm trọng hơn nhất là cái tin nhắn mà không có dấu nữa tiếng việt mình mà không có dấu đọc vào hồi hiểu lầm còn giận giận còn kinh khủng hơn nữa do đó đừng đừng bao giờ sử dụng những cái hình thức này là tin nhắn hay là email để mà giải quyết xung đột ngay cả cái việc dùng điện thoại cũng nên hạn chế bởi vì trân thể ý một điều rằng chúng ta có cái xu hướng thiếu cẩn trọng khi chúng ta nói qua điện thoại và cái việc chị nghe giọng nói Nhưng mà không nhìn thấy cái biểu cảm của nhau quá Nó cũng dễ gây hiểu lầm Nhiều khi mình nghe nói giọng nói là Mình nghĩ là người ta đang nói nặng mình Nhưng mà khi mình đối diện mình những cái mặt Nhiều khi nó lại khác Nhiều khi cái người có cái giọng kiểu đó vậy Thành ra chúng ta nên gặp nhau Và khi gặp nhau đó, thì tôi nghĩ là Galatia đoạn 6 có một câu 4 đó, cho chúng ta những cái sự dạy dỗ rất là quan trọng Để chúng ta đối diện với nhau à, chúng ta có thì giờ chúng ta đọc với nhau thêm trong Galatia sách có một câu bốn tuy nhiên phần đoạn thánh này cho chúng ta một số nguyên tắc thứ nhất á ở đây nói với chúng ta rằng khi đến với anh chị em mình bằng cái tinh thần khiêm nhường trong cả thái độ và trong lời nói khi, khi tôi và trân có cái xung đột với nhau thì hãy đến nếu tôi muốn là cái người hòa giải thì tôi cũng phải thừa nhận những cái sai trật của mình trong cái xung đột này và nói lời xin lỗi chân thành đó là cái nguyên tắc quan trọng đến với nhau trong tinh thần khiêm nhường cái thì thứ nhì nguyên tắc thứ nhì mà cho ra tiền sáu của một của bốn dạy chúng ta đó là hãy cho anh chị em mình biết rằng cái mục đích của buổi gặp mặt ngày không phải là đối chất hơn thua cái mục đích là gì để chữa lành cái vết thương là để gặp nhau là để giúp cho nhau tốt hơn phục hồi mối liên hệ và qua đó chúng ta có thể tiếp tục sống cuộc đời làm vinh hiền chúa gây dựng sự một hội thánh cái điều thứ ba mà phân đoạn này cho chúng ta thấy đó cái nguyên tắc đó là hãy kiên nhẫn và mềm mại khi giải quyết xung đột nắng cái xương đâu có thể nào gấp được đúng không lắp đặt những cái xương một thầy thuốc không thể nào gấp được anh em phải kiên nhẫn có nhiều cái xung có nhiều cái xung đột mà chúng ta phải mất nhiều lần gặp nhau mất nhiều thời giờ rồi phải biết lắng nghe và như à, ở trên có những cái bất đồng tạm thời nó không thể tìm được tiếng nói chung có những cái bất đồng về cái quan điểm không giải quyết được nó cần có thời gian tuy nhiên ít nhất chúng ta cũng có thể không có để nó trở nên cái sự xung đột cá nhân giận hơn nha cho dù vẫn cứ bất đồng ở trong một số trường hợp cần thiết và được sự đồng ý của cả hai nha thì có thể nhờ một người trưởng thành đức tin giống như những người lãnh đạo thuộc linh giúp đỡ cho việc giải quyết xung đột giống như là Paulo đã nhờ Clement giúp đỡ cho Evody và Sintiqa vậy trong số phát sóng trước chúng ta có đề cập đến việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội một cách đúng đắn Hiện nay tôi thấy có nhiều người đang sử dụng mạng xã hội để giải quyết xung đột. Một sư nghĩ sao về điều này? à, nhiều người đang trưng dẫn ma the chương thứ 18 từ câu 15 uh, cho đến câu số uh, 18 mà câu số 17 để họ nói đến cái việc mà nếu mà cái người kia mà nói hoài không nghe thì sẽ phải công khai tội của cái người phạm tội nhưng uh, tôi không muốn sử dụng cái nguyên tắc của ma động 18 câu 15 câu 17 ở đây vì sao vậy bởi vì mafia động 18 câu 15 đến câu 17 là những nguyên tắc nghiêng về kỷ luật chứ không phải nghiêng về giải quyết những cái xung đột uh, trong hội thánh với nhau anh chị em với nhau đây nó nghiêng về đề kỷ luật mà kỷ luật thì chúng ta đã có một cái số trình bày trong số phát sóng số 23 rồi tôi thích dùng Galatia đoạn sáu có một câu 4 về giải quyết những xung đột hơn thì trong theo nguyên tắc của Galatia 6 sáu có một câu 4 á, thì những xung đột cần phải giải quyết một cách cá nhân và như vậy chúng ta cần phải nhớ rằng giải quyết xung đột một cách cá nhân trong hội thánh tuyệt đối không sử dụng social media các phương tiện truyền thông xã hội để giải quyết xung đột. Tại sao như vậy? Thứ nhất, khi một người đưa cái xung đột của mình và người khác trong hội thánh lên các phương tiện truyền thông xã, xã hội, thực chất là gì? Thực chất là chỉ nhằm để binh vực mình trước nhiều người, đúng không? Đâu có tôi, tôi với Trân đâu có mà xung đột nhau rồi tôi lên YouTube tôi thông báo với cả nó là tôi với Trân xung đột với nhau, mà trong chuyện này tôi là người có, có lỗi đâu? Không bao giờ. Anh đã đưa cái cái xung đột nó lên, thực chất là nhằm binh vực mình trước nhiều người. Thực chất là gì? Là để tìm kiếm đồng minh Là để làm gì? Là sỉ nhục đối thủ Là tạo áp lực lên đối thủ Và đẩy đối thủ vào chỗ không còn đất sống Và tất cả những mục đích này đều trái với sự dạy dỗ của Kinh Thánh Thứ hai, chúng ta không sử dụng cái phương tiện truyền thông để giải quyết xung đột Bởi vì cái việc đưa xung đột của Hội Thánh lên các phương tiện truyền thông xã hội Nó làm ô nhơ danh chúa và nó gây vấp phạm cho nhiều người khác Đây là một việc làm trái với sự dạy dỗ của Kinh Thánh Nguyên tắc, cái điều thứ ba cái việc đưa xung đột của hội thánh lên các phương tiện truyền thông xã hội nó khiến cho cái xung đột đó bước vào cái đường cùng hầu như không thể giải quyết được đúng không có cái xung đột gì đó vậy tôi với Trân cũng có thể giải quyết được nhưng một khi tôi đã lên youtube tôi lên facebook tôi nói cho cả thế giới này biết rồi đó, thì không hầu như không còn giải quyết được rất là khó thành ra cái điều này nó cũng không đúng với sự dạy dỗ của, của, của kinh thánh luôn bởi vì mục đích của kinh thánh trong việc giải quyết xung đột là gì là để mình được anh chị em mình lại chứ đâu phải là để mình 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 cắt cái cái cái, cái đường giải quyết xung đột đó có nhiều người nói rằng nhưng nhờ có đưa lên cái mạng xã hội đưa lên cái phương tiện truyền thông xã hội thì mọi người mới biết sự thật dư luận mới biện minh cho tôi hãy nhớ rằng đừng bao giờ chúng ta là cơ đốc nhân đừng bao giờ lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện đừng bao giờ nói rằng vì có tôi muốn được biện minh thành ra tôi làm một cái điều đó trái với nguyên tắc kinh thánh hơn nữa nói như vậy là không tin cậy chúa còn hãy nhớ rằng là Phương tiện xã hội, mạng xã hội, dư luận Không hề cứu chúng ta, không hề biện minh gì cho chúng ta hết Đấng biện minh cho chúng ta Là Đức Chúa Trời toàn năng toàn tri Giống như câu kinh thánh mà chúng ta Đọc với nhau trong trăm ngôn vừa rồi Chúa là đấng biết hết tất cả, Chúa sẽ biện minh cho chúng ta Ngày hôm nay có nhiều người Kể cả tín hữu luôn Và tôi nói là tôi đau đớn hơn hết Nó là cả mục sư luôn Cứ giận ai hay bất đồng gì Trong hội thánh là đăng lên facebook Là đăng lên youtube là gửi email cho hàng loạt người kể cả, cả những người không liên quan tôi thiết nghĩ đây là những hành động vi phạm nghiêm trọng những cái nguyên tắc đạo đức cơ đó à, ở trong phi nhất đoạn 2 có 21 có 23 kinh thánh ghi rằng anh em đã được gọi đến sự đó bởi vì đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân ngài tấm gương chúa là gì ngài chưa hề phạm tội trong miệng ngài không có thấy có chút chi dối trang nhưng mà ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đến sự đoán công mình. Chủ đề của hội thánh Sacramento năm nay cũng là theo dấu chân Chúa. Chúng ta không sử dụng cái phương tiện truyền thông xã hội để mà giải quyết những xung đột của hội thánh. Những điều này vi phạm nguyên tắc đạo đức cơ đốc. Thưa Bộ sư, câu hỏi cuối cùng là làm sao chúng ta biết cách giải quyết xung đột của chúng ta là đúng? À, cuối cùng thì sau khi mình chuẩn bị cầu nguyện rồi xong rồi mình gặp nhau làm sao biết nó đúng hay nó sai tôi nghĩ lời chúa cho mình câu trả lời tôi tôi đọc cái phân đoạn thánh này để mình kết thúc cái buổi hôm nay ha gia cơ đoạn 3 câu 13 câu 18 nói rằng trong anh em có người nào khôn ngoan không sáng chăng hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan như mì mà ra nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu trái lại nó thuộc về đất về xác thịt và về ma quỷ vì ở đâu có điều ghen tương trên cạnh ấy thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ khác mọi thứ ác nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch sao lại hòa thuận tiết độ nhu mì đầy dậy lòng thương xót và bông trái lành không có sự hai lòng và giả hình và bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy dựa vào lời Chúa mình biết tâm lòng của mình mình biết những cái gì mình đang làm nó có thật sự là thanh sạch đem đến sự hòa thuận tiết độ như mì thương xót bông trái lạnh thành thật không có sự giả hình và chúng ta có gieo sự hòa mình Chúa nói rằng phước cho người làm cho người hòa thuận vì là con cái của Chúa trời có nghĩa là chúng ta làm cho người không hòa thuận thì chúng ta là con ai Con ma quỷ chúng ta biết lời Chúa cho chúng ta biết điều đó. Anh đã xin Chúa hướng dẫn chúng ta, chúng ta ở trong hội thánh, xin Chúa cho chúng ta có lời của Chúa để cư xử với nhau trong những lúc xung đột để chúng ta làm minh hiện Chúa, ích lợi cho anh chị em mình và chính mình cũng được gây dựng trong đời sống thuộc linh. Xin cảm ơn mục sư và cũng xin được cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Trong số phát sóng kỳ tới chúng ta sẽ đề cập đến một giáo phái khác là Cơ đốc Phục Lâm cũng có còn có tên gọi là Seven Day Adventism. Xin kính chào quý khán thính giả. Xin kính chào quý khán thính giả. À, chào Trân, xin Chúa luôn ban phước dư dật tên tất cả chúng ta. Như cho mỗi ngày chúng ta kinh nghiệm đời sống dư dật phong phú trong Chúa và chúng ta bày tỏ Chúa trong cái cộng đồng đức tin của chúng ta là trong hội thánh của Chúa ngay cả khi những lúc mà có những cái xung đột xảy ra. Xin Chúa ban phước.